miền đất ấy cho tôi lớn lên với bao buồn vui. Miền đất ấy nghe tuổi thơ qua như cơn gió buồn, nhưng đùa chơi rất thơ ngây như còn đây, còn mãi trong trái tim này. Miền đất ơi, nước mắt đã rơi bao nhiêu ngày đêm. Miền đất ơi, bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu tấm lòng. Ôi từng năm đất quê hương sao mà thương, tình đất thấm đôi tay. Có đất làm men không? Hàng chưa về. Chừng nào mới về? Khoảng tháng sau. Anh biết chỗ nào trong vùng này có bán không? Dạo này hàng khan hiếm lắm cho nên tôi cũng không biết nữa. Ở đây là giữa đất lớn nhất Bình Dương rồi, mà nói không có thì đâu mà có nữa. Đúng rồi. Tài. Dạ. Mày coi chất đất lên xe rồi chở về giùm tao. Ủa, còn anh đi đâu? Tao có chuyện phải đi. Anh kiếm được đất làm men nhớ chi cho cả sớm nhanh 6 tỷ. Tao có xấu với lối xóm bao giờ đâu. Dạ. Chắc lên, chắc lên. Cái thằng to đầu mà ngu. Nè, ông nhớ giữ mối nha. Tôi thầu hết số đất ở trong kho của ông rồi đó. Nhớ nghe không? Nè, Tài, tao đi nghe. Nhớ về nói với vợ tao là tao đi công chuyện nghe không? Dạ, dạ. Bữa nay rảnh rang đi chơi ngắm cảnh ngắm người hả? Tôi đâu có khi nào rảnh rang đâu cô hàng giải. Em có tên à nghe, Thảo. Anh Sáu nhớ chưa? Người ta nhớ tên mình mà mình không nhớ tên người ta là bất lịch sự đó. Cái đầu của tôi nó chật chội lắm cô Thảo ơi. Có mỗi tên vợ tên con mà nó đã chiếm chỗ hết rồi. Anh Sáu có nói chị nhà nghe vậy không? Cần gì nói, vợ tôi nó phải hiểu chứ. Đàn ông các anh chỉ cần nhìn vào mắt người khác là hiểu. Còn đàn bà tụi em thì chỉ thích nghe thôi. Anh Sáu cứ nói những lời ngọt như mía lùi hồi nãy vô tai chị Sáu thì biểu gì chị cũng làm hết á. Đàn bà các cô đúng là nhiều chuyện. Đàn ông tụi tôi lo làm ăn chết bỏ, thời giờ đâu mà lo nỉ non như lời tầm phào. Còn mấy thằng dư giả như lời ngon ngọt, toàn là những thằng vô công rỗi nghề đi lừa gạt đàn bà con gái thiên hạ không à. Em nghe anh Sáu nói cũng ngon ngọt đó chứ. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi chứ không có tính lừa gạt ai đâu à nghe. Dạ. Sao mày chạy xe của 6 tỷ vậy Tài? Đất này của anh 6 tỷ mua. Ở nhà tôi chở về giùm.
Chồng tao đâu sống trở về. Sao tỷ có chuyện phải đi gấp? Mày biết ổng đi đâu không? Tôi có hỏi nhưng sao tỷ không trả lời. Xe một nơi, người một nơi, đi đâu vậy ta? Việc nhà thì không lo, đi theo con nào chứ? Má, tỉnh lại đi xíu ơi. Sao quá xíu. Tỉnh lại đi xíu ơi. Xíu. Má, con xin bạn anh của ba mơ hình cứu xíu. Ma quỷ nó bẻ chân con má ơi. Xíu ơi, lên con nữa anh Tài. Xíu, xíu. Má. Không không, anh Tài nè. Không phải ma quỷ đâu, anh tới cứu xíu nè. Má. Xíu, đừng la nữa, ngoan. Bé xíu nó lên con nha chị Duy. À, ta là quan ông đây. Tụi bay là ma quỷ phương nào dám chọc bé xíu chứ hả? Xíu là con của Dương Tiễn, cháu của Tề Thiên Đại Thánh. Tụi bay hãy tránh xa nó ra, bằng không ta sẽ chém bay đầu. À! Đầu các ngươi sẽ rụng xuống đất, không còn hại người hiền, hại bé xíu được nữa. Tụi nó chết hết rồi, đừng có sợ nữa ha. Thiệt không? Thiệt. Chị Dương ơi, bé xíu nó... Để tao rửa cho nó. Bây giờ bồng bé xíu đi tắm nha. Thôi, xíu giờ quá hà. Nè, biết vậy á thì mai mốt đừng có ị ra giường nữa nha. Đây. Để tôi làm được rồi anh Tài. Không có sao đâu. Nó lớn rồi, nhưng mà không có nổi đâu. Em tôi lớn tới đâu tôi cũng lo được. Không phải phiền tới người khác. Dương đừng nói những lời vô tình, làm phụ lòng người khác. Đừng buồn nữa chị Dương. Mai mốt em có nhiều tiền sẽ mua tặng bé xíu một chiếc xe lăn, để chiều chiều chị đẩy nó ra chơi với tụi em. Ở trong nhà hoài bực bội, nó dễ lên cơn lắm. Cảm ơn Phúc. Thôi em về nghe chị. Ba đau lưng hả? Không, hơi mỏi thôi. Ba vô ngủ trước đi, mới củi này để con dọn cho. Còn sớm mà. Đồng hồ đã gõ 12 tiếng nãy giờ, không còn sớm nữa đâu. Ngày mai ba còn phải đi giao hàng xa nữa đó. Coi cái thân của mày kìa, ôm như cây tre mà làm quá sức, bộ muốn bệnh hả? Thôi đi, làm cái gì mà ông kiều kiều hoài vậy? Làm sao mày khó ngủ quá. Má kêu hỏi chỗ khác đi. Yeesh. Người gì đâu kỳ cục. Thôi con đi đi. Ba nghỉ đi, để con làm cho. Được mà. Anh Sáu, anh đi đâu vậy? Anh đang thất nghiệp, tính qua đây xin vào làm thợ lò gốm nhà em. Sao không để sáng mai qua gặp ba em, đi đêm hôm chi cho nó cực? Anh trốn quân dịch. Còn Vũ anh, em có thể nói với ba một tiếng giúp anh được không? Được chứ. Ai khó khăn, ba em đều sẵn lòng giúp đỡ hết. Để mi kêu ba em nha. Thôi khuya rồi, để ba nghỉ. Tới sáng mai đường 99 dễ sinh hơn. Nhưng nhớ, đừng nói cho ba em biết anh là cháu ông Tư xã bên nha. Anh không thích thì em không nói. Bây giờ để em kiếm chỗ cho anh nghỉ nha. Nhưng cũng kiếm chỗ nào kín kín, tránh người qua lại để ý. Sao anh đi đêm, về khuya, ẩn khuất giấu hành tung của mình? Anh là người ngay hay kẻ gian đây?
Thử nhìn anh đoán coi. Tất nhiên là gương mặt người hiền nên em mới tin cậy chứ. Nhưng tin anh đi, anh sẽ sống làm việc ở đây lâu dài mà, rồi em sẽ hiểu. Đi đâu giờ này mới về? Nhìn xe đất không thấy sao hỏi. Ông đi mua đất, đâu cần mua ban đêm. Ông lén lút đi với con nào phải không? Anh đi mua nguyên liệu làm men loại tốt. Vì không muốn để họ biết nên phải về giờ này. Em ghen bậy ghen bạ là hại tôi, em biết chưa? Bà con lối xóm được dịp cười tôi chắc em sướng. Vậy là anh không có đi với con nào thiệt hả? Có một con ở nhà, tôi đi tìm con khác làm chi. Ê, cho đất xuống đi, tôi còn về nữa. Em vào trong, kêu tụi nó dậy đi. Ừ. Chờ một chút nha, tụi nó đang... Ê! Con đây nè, chú làm gì sợ con như thế mà vậy? Ban đêm nhìn mày cũng giống lắm á. Ừ. Nửa đêm sao chưa ngủ mà còn lang thang qua đây làm chi vậy? Con đang làm, nghe ồn ào, tưởng có chuyện gì. Cậu chở hàng về trễ quá. Tụi con ngủ tới 2 giấc rồi cậu mới chở về. Ủa, chú sao tỷ, chở gì về lúc nửa đêm vậy? Nhà mày mua giống gì vậy, có ai tò mò gì không? Mà chuyện nhà người ta mày cứ chỏ mỏ vô. Làm gớm thì chở đất về, có chở đồ lậu, đồ hỏi lôi thôi. Dạo này thím khó chịu quá, con chỉ hỏi thăm vậy thôi. Nếu vợ chồng thím chở đồ lậu về thì cảnh sát người ta hỏi, chứ con hỏi làm gì. Ăn dụng không biết chùi miệng, đã biết mua dấu thì phải biết chở lén chứ. Bây giờ ai cũng trông thấy hết rồi, bể mánh hết rồi còn gì. Cả đống đất làm men chứ đâu phải ba đồng bạc cắt đâu mà không được. Thôi im đi, lại ông tôi ở bụi này nữa. Đã có tụi nó làm rồi, đi vô. Dừng lại. Chú tài xế cho con hỏi thăm. Chuyện gì mà mày chặn đường tao hả thằng nhóc? Từ đây tới chỗ mua đất bao xa vậy chú? Đất gì? Đất chú mới trở về cho chú 6 tỷ đó. Gần 10 cây số đó, mày hỏi làm gì? Nhà con và một số lò trong xóm đang rất cần đất làm men. Mai chú có thể chở tới được không? Tao chỉ chở thuê, chứ có phải chịu bán nguyên liệu làm gốm đâu. Muốn mua thì đến đó nói với chủ hàng số lượng, giá cả, thỏa thuận xong xuôi tao chở về cho. Con không biết chỗ, giờ chú chở con tới đó lấy hàng nghe. Gì? Giờ này hả? Tha cho con đi ông. Đi với mày giấc ngủ tao để đâu. Hơn nữa chủ hàng giờ này cũng đang nằm chim bao mấy lớp rồi. Thôi gian ra để tao về ngủ, mai còn đi xa nữa. Tiền trả đủ mà chú. Chứ đứa nào dám trả thiếu tao. Hay là con theo chú tới chỗ bán đất. Còn mấy tiếng nữa là tới sáng rồi. Con đứng đó chờ, chú cứ về ngủ để mai đi xa. Gì? Mày đứng chờ tới sáng? Ủa, không sợ ma không sợ cướp sao? Ma thấy con nó phải sợ. Còn ăn cướp, tụi nó thấy cái quần xà lõn con đang bận thì đã tránh xa mấy chục cây số rồi. Con năn nỉ chú mà. Đi mà chú. Ủa mà tại sao tao phải nghe lời của mày chứ? Trước giờ tao đâu làm ăn với con nít. Con đã 14 tuổi rồi mà chú.
thì vẫn là đứa con nít. Tuổi mày đâu thể thay mặt người lớn để nói chuyện làm ăn. Ông bà bán đất này khó chịu lắm, chắc không bán cho mày đâu. Người bán cũng phải cần có người mua chứ chú. Người lớn trả bao nhiêu thì con trả bấy nhiêu. Nhỏ tuổi cũng có bớt đồng nào đâu mà khó chịu. Nhưng mày có mang theo tiền không? Dạ không. Nhưng xe chở về tận nhà con sẽ kêu ba má trả, không thiếu một cách. Chẳng lẽ chủ phải theo mày về nhà lấy tiền à? Người tài xế chở hàng nào cũng có liên quan tới chủ hàng. Con đã thấy nhiều chú tài xế lấy tiền giùm chủ hàng rồi mà. Nhưng nếu tao chở đất tới, ba má mày không vừa ý thì ai trả tiền cho tao đây? Chú đừng có lo, chú chở đất tới nhà con đã là ân nhân của xóm con rồi. Lúc đó họ sẽ đưa bánh ngọt, trà thơm tới đãi chú. Mày có quy dữ ha. Thôi lên xe. Dạ. Cái lưng ông đỡ chưa? Đỡ rồi. Bà đừng lo quá, riết tôi sanh thêm tật rồi bà cực chết. Chết sao được, tôi đang muốn nhìn ông khác đi. Chứ mấy mươi năm sống bên nhau, ông vẫn cứ như vậy, cũng thấy chán ngắt rồi. Chán ngắt hả? Ý tôi cũng phải vậy, quá quen rồi, không thấy gì mới nữa. Tôi mà mới, chắc ở bà khác, chứ không ở đây quá à. Thôi thì ông cứ như cũ đi. Ông tìm gì vậy? Định nấu nước pha trà hả? Nó sắp sôi rồi. Bà thiệt hiểu ý tôi. Thôi lên nhà trên nghỉ đi. Bà vất vả quá, khuya sớm vì chồng con. Tới giờ già rồi, ông mới khen tôi được một câu. Ông mà biết khen tôi sớm hơn một chút nữa, chắc tôi đã vì ông gấp 5, gấp 10 lần vậy chứ. Lúc trẻ chân tay đỡ mồm miệng, bây giờ buộc lòng mồm miệng đỡ chân tay vậy mà. Tại sao ông lại có vết thẹo này vậy? Hồi đó tôi bị móng vuốt con cọp cái, nó quào trúng. Ông có vô rừng đâu mà gặp cọp. Tôi nhớ có lần á, không biết bực cái chuyện gì, ông tán tôi một cái. Cái tôi giận quá, tôi cắn ông ngay chỗ này nè. Bà không phải tôi giận hay sao? Trời đất ơi, sao ông so tôi với con cọp cái? Đó là nhiều năm trước. Chứ những năm sau này, bà đúng là người vợ hiền của tôi. Bà khóc đó hả? Đâu có. Ông không thấy khói đang làm cay mắt tôi hay sao? Thôi, ông đi pha trà đi. Tôi xuống bếp bắt nồi cháo trắng, chút ăn với hột vịt muối. Chà, mùi trà thơm quá. Ủa, giờ này chú mới dậy hả? Trà chưa pha mà chú đã nghe thấy mùi hay vậy? Tới giờ tôi có linh tính mà. Mời chú. Dạ. Ngửi được mùi trà thơm, lòng người ta trở nên sạch sẽ thơm tho, tâm hồn được thanh lọc tinh khiết. Trà nguội rồi, chúng ta lại nghĩ tiếp về kiếp người trần tục. Giàu nghèo, dinh nhục, danh lợi, tiền tài, bon chen một thời rồi cũng nằm yên với ba tấc đất và tan thành đất. À, chú ngủ. Chị? Ủa, thằng Phúc đâu rồi ông? Nó có ở trong nhà cậu không? Thằng Lợi đang ở trong đó. Thường ngày giờ này thằng Phúc đã chất hàng lên xe ba gác rồi. Ngoài kia không có nó, trong này cũng không có, nghĩa là sao? Không chừng nó qua nhà Tài hay là ông Lâm. Nhà ông Lâm còn đóng cửa. Nhà thằng Tài nãy tôi qua rồi, không thấy nó.
Vậy là nó đi đâu? Cái thằng kỳ vậy. Chị Thím ơi, thằng Phúc mua được xe đất làm men về rồi kìa. Vậy hả? Ba má con mới về. Anh Tài, mày đi đâu mua cái gì? Sao không nói với ba má mà lại dám tự tiện vậy? Tại con phải theo chú tài xế tới chỗ mua đất làm men nên không kịp báo với ba má. Coi kìa, mất ngủ mặt mày xóm lơ, hai mắt có quần thâm đen nè. Mau chất hàng xuống, tôi còn phải đi. Chú tài xế này tốt bụng lắm đó ba má, chú đã chỉ con chỗ mua hàng. Dạ cảm ơn nhiều. Tất cả bao nhiêu tiền vậy chú? Tất cả là 200 đồng đó ba. Chú chờ tôi vô lấy tiền. Chú chờ chút. Xuống đồ lẹ lên. Đất làm men hả Tài? Dạ, thằng Phúc mới mua. Trời ơi. Ui. Anh thấy không? Thằng Phúc đó nó canh nhà mình từng chút. Nó dò hỏi thằng tài xế đi lấy hàng. Mua được đất làm men rồi hả chú? Phúc biết chỗ mua rồi. Lẽ ra lò tôi không cần thêm người. Hàng làm ra bán không chạy, lo tiền ăn tiền công cho thợ cũng mệt lắm. Bán mặt hàng này không chạy thì mình phải xoay ra làm mặt hàng khác chứ chú. Ngồi yên thụ động theo sản phẩm cũ thì hết cách là phải rồi. À, cậu cũng biết nghĩ hay đó. Mà cậu biết làm gì giỏi không? Dạ, muốn giỏi thì phải học chứ chú. Thôi lỡ rồi thì cứ ở lại đây đi. Nào, ông chủ nhỏ, dạy tôi làm gì đây? Bắt đầu từ việc dở lòng của nghề làm gốm, đập đất. Dạ. Lên. Đọc sách gì vậy Lợi? Con nhỏ này hổn, ai cho kêu tao bằng Lợi? Má cũng kêu vậy mà. Mày là má tao hả? Thấy ghét quá, đi chỗ khác chơi. Có chỗ nào chơi đâu. Coi nè, hình đẹp chưa? Bộ mày không biết chữ hay sao mà coi hình chén dĩa không vậy? Biết chứ. Mày học lớp mấy rồi? Ở bên bà ngoại, tôi học hết lớp nhì rồi. Từ trường này, ba tôi sẽ cho tôi học trường này. Sao mày không về bà ngoại mày ở? Bà ngoại về quê thì phải về ở với ba má chứ. Ê, ra đây. Chuyện gì đó? Đứa nào đánh mày mà mày đứng đó mày khóc hả? Nó đó. Ê, tôi không có đánh nó đâu nha. Ai cho mày đem sách ba mày cho tụi nó coi? Về. Cái thằng cha tám tôm trước đây cũng là người đàng hoàng, từ ngày có chút chức phận thấy lên nước dễ sợ. Thôi có ghét để trong bụng, nói ra khó bề làm ăn. Mình làm ăn đàng hoàng không sợ thằng nào. Trời ơi, tụi nó muốn kiếm chuyện tội gì mà không có. Chào hai ông bà. Mua mai bán đắt về sớm hả? Có mấy cái chén làm cả tháng, bán có một buổi là hết rồi. Mai về đắt gì hả chú? Vậy là tốt rồi. Có nhà làm cả năm bán không được, đem đập lấy miệng gắn cục đình cục chùa. Nghe chú nói thịt sóc ốc dễ sợ, không còn muốn làm ăn gì nữa hết. Nói chơi cho vui vậy thôi, chứ không làm ai nuôi rồi lấy gì ăn. Nè, nhà ông bà mấy đứa còn đang tuổi đi học? Hai đứa, nhưng chỉ có một đứa được đi học thôi. Sao vậy? Sanh con ra phải xử sự công bằng từng đứa chứ, không được coi đứa hơn đứa kém, tội tụi nó. Hơn kém gì đâu, nhà nghèo phải có một đứa ở nhà lo giúp việc. Cho đi học hết tiền đâu mà đóng. Học phí á, đâu có phải đóng. Tôi nói với ổng là ráng thu xếp một chút thì thằng Phúc nó cũng được bằng anh bằng em. Bà nói phải đó,
Tiền học thì chánh phủ trợ cấp cho, tụi nó đi học đâu có tốn tiền. Nhưng xã vận động bà con cho mỗi đứa con đi học phải giúp tiền trường, để cho xã có tiền sửa sang trường lớp. Ông Liên gia trưởng chắc có phần trong trường phải không? Thì việc công của làng xóm thì tôi phải lo chứ sao. Nhớ ráng về lo thu xếp cho sắp nhỏ đi học. Sau này đi xe hơi, cởi máy bay, chứ không phải đạp xe ba bánh như ông bà nữa. Nhớ đó. Thầy ghét. Phép vua thua lệ làng, nó nghĩ ra cái trò đó để lấy tiền bà con. Dẫu sao á, cái vụ thằng Phúc nghỉ học mấy năm nay cũng làm tôi áy náy quá ông ơi. Có điều kiện tôi tiếc gì với con chứ. Ông coi kìa, một mình thằng Phúc mà nó làm bằng mấy đứa vậy. Mai mốt mình nhờ này ông. Dùng này đứa nào cũng làm được vậy hết trơn á. Mà đừng khen trước mặt nó rồi nó sinh ra lười biếng. Má có mua sợi dây chuyền bằng bạc cho con không? Má quên ghé qua chợ lớn mới rồi. Để bữa nào đi. Mấy cái bữa nào rồi? Đòi gì lại? Con nít nó ông đòi này đòi khác. Ông la nó chứ cho mệt vậy. Đòi cái gì bà cũng cho. Bà làm hư nó có ngày. Con muốn xin cái gì? Coi cái áo kìa, cũ mềm hết rồi. Thôi để má mua sắp giải may cho mỗi đứa một cái áo. Con xin áo mới đâu mà má. Vậy con muốn xin cái gì? Ba, má cho con đi học lại. Học chữ hả? Trời đất ơi, mày nghỉ học mấy năm rồi. Chữ nghĩa nó cũng chạy ra khỏi đầu mày mất rồi. Chữ làm sao quay trở lại được? Con sẽ học lại lớp nhì, sắp tụ trường rồi. Con sẽ học chung lớp với Lợi. Sao đang ở nhà phụ với ba má con lại xin đi học? Con muốn quên hết chữ rồi. Có những chữ thằng Tày nó đọc như ăn cháo, còn con đọc chậm như nhai gân bò. Con muốn đọc những quyển sách nói về nghề làm gốm sứ đó ba má. Ba má đừng lo, con đi học về nhà vẫn phụ ba má làm việc được. Nhưng nếu ba má chưa có tiền đóng học phí thì con đợi sang năm. Đóng học phí cho hai con, ba thấy hơi mệt. Thôi được, muốn đi học thì đi, nhưng con phải lo việc nhà cho tử tế. Dạ. Nhưng má thấy con lớn hơn Tày và bạn học chung lớp với nó 2-3 tuổi lận. Con ngại tụi nó chọc ghẹo con hả? Con ngại và má cỡ chứ. Nhưng con sẽ cố gắng học giỏi. Tới lúc đó tụi nó sẽ không còn chọc con nữa. Còn việc này nữa. Chuyện gì hả ba? Ba với má đi bán, con với thằng Lợi đi học. Ai trông coi nhà cửa? Thì sẵn có chú thím Tường Ngủ chưa có làm gì. Mình nhờ chú thím coi sóc chuyện nhà cửa đỡ thời gian rồi tính sao. Chú Ngủ suốt ngày cứ mơ nói chuyện văn chương từ cái thời ông Khương Tử Nha. Thì bọn cướp trộm cứ đưa dao kề cổ chú, chú không hề hay biết. Còn bà vợ chú ấy hay thường có vợ thứ 13 lắm. Vợ thứ 13 là gì hả ba? Sao? Chị định nhờ tôi giữ nhà phải không? Được, được chứ. Chị tin tôi như vậy mới là người một nhà. Thằng Phúc nó vô trường là phải rồi. Thằng Tây nó cũng sáng dạ lắm. Nó học một chữ mà nó mò ra được tới 3 chữ. Chị phải cái tội quậy phá ham chơi. Ông Ngủ nhà tôi dạy con người ta được, chứ không biết dạy con mình. Tôi cũng tính gửi thằng Tây vô trường. Cho thằng Tây vô trường đi thím. Ở nhà ai nó cũng không biết sợ, làm học trò sẽ biết sợ thầy cô. Nhưng tháng sau thì tôi mới lãnh tiền đền bù, mà tuần sau thì phải đóng tiền học phí cho thằng Tài rồi. Hay là chị cho tôi mượn? Lần này thì tôi còn tiền cho thím mượn, nhưng lần sau không chắc là sẽ có. Tôi thấy thím nên tìm việc gì đó đi làm. Nghe nói thím có nghề may, hay là mở tiệm may? Tôi cũng có tính rồi mà không có được. Mở tiệm may thì mình phải có một số tiền,
phải mua máy may, dụng cụ may, còn giải dốc nữa. Với lại dân vùng này, mỗi năm chỉ may một vài cái áo. Như vậy không có ăn đâu chị Diệp à. Khu này á, nhà nào cũng làm gốm. Tôi sẽ chỉ cho thím cách làm gốm. Cái nghề này không giàu được, nhưng kiếm cơm ăn á, thì cũng không khó lắm. Đúng, chị dạy đúng, phải làm theo chứ. Tay có làm thì hàm nhai mới được yên ổn. Vậy cứ dụ thằng Tày đi học. Được rồi, tôi sẽ đưa tiền cho thím, mai tới trường đóng học phí cho thằng Tày. Nhưng kể từ tháng sau á, chú thím phải lo cho nó đó. Tất nhiên rồi. Áo tụi nó xong chưa Dương? Áo của Lợi sắp xong. Thím ngồi chơi, tụi đợi nút áo xong thím lấy về luôn. Còn áo của thằng Phúc? Tôi chưa may kịp. Cô Dương ơi, má con hỏi cô may áo xong chưa? Chưa xong đâu. Chứ áo cô đang may là của ai vậy? Của Lợi. Má con nói bữa nay cô phải may xong áo của con. Ngày mốt mới xong. Má con nói nếu cô may chậm sẽ mang giải về ra tiệm lớn may. Ngày mai đi, tao chưa ráp hai cánh tay áo. Rầu ghê, ai cũng đợi gần tới đi học rồi mới may áo cho tụi nhỏ. Một mình tôi may không cách nào kịp. Còn mấy sắp giải chưa cắt nữa đó thím. À, tao quên, thím từ ngủ cũng là thợ may á. Sao mày không nhờ thím mấy phụ một tay cho lẹ? Hôm qua tôi có hỏi, nhưng thím làm lơ. Chắc là thím không có rảnh. Bả có làm việc gì đâu mà không rảnh. Nếu mày ngại á, thì để tao nhờ. Vậy thím nhờ thím từ ngủ ráp hai cánh tay áo, đơm nút hai cái áo của Phúc và Phượng giùm tôi nha. Hồi sáng lạc miệng, không muốn ăn cơm, giờ đói bụng làm xấu, lục cơm nguội ăn. Thím có việc làm rồi đây. Việc gì hả chị? Ủa, chị đưa tôi làm gì? Con Dương mấy ngày nay ngưng làm gốm, để may áo cho tụi nhỏ kịp đi học. Một mình nó làm không hết, thím phụ với nó bằng tay. Có máy may không? Ở đây làm gì có máy may. Hai cái áo này á, thím chỉ có ráp hai tay áo với đơm nút áo, thím làm được chứ. Hả? Ráp hai cái tay áo, đơm nút áo. Được. Được chứ. Đơn giản thôi mà. Áo của con với Lợi hả má? Của con với Phượng, áo Lợi may rồi. Để con xỏ chỉ cho. Coi mày kìa, xỏ kia mà làm như đưa chén vô lò. Đưa đây tao. Coi nè, rồi học hỏi nha con. Thím cười con, rồi thím xỏ cũng đâu có được. Con Dương này mai chưa có chuyên nghiệp. Cái sợi chỉ thì to như sợi dây thừng, còn cái kim nhỏ xíu như cọng tóc, xỏ sao vô. Thím dí giòn, nghe cũng ngược ngạo hơn người ta, mắc cười quá. Vậy cũng cười, làm như răng mày trắng lắm nhè ra cười hoài. Thôi, thím ngồi đây mai, cho con học hỏi. Tao mai đồ có ai nhìn là tao mai không có được. Nhất là hai con mắt to của mày như mắt của vợ nhìn vậy. Thôi, hai má con mình về để thím ngủ may cho kịp. Lại quan âm cho con xỏ vô được lỗ kia. Gì mà linh thiêng quá vậy? Xỏ vô được rồi nè. Cái con Dương này kỳ cục quá đi.
Mai không nổi mà nhận nhiều làm gì. Cánh tay ráp làm sao đây? Rồi, chắc ráp về chỗ này à. Ui à, ông địa ông táo ơi, cây kim quỷ quái nó không may vô áo mà nó nhèn ngay ngón tay của tôi mà nó đâm trúng nè. Từ ngủ hay là từ ngủ, mày cho người ta biết tài mai giá hay chi đi, họ nhờ cậy. Ăn chưa xong chén cơm nó gặp nạn rồi. Lũ quỷ sống, mày nghe qua nhà người ta tự nhiên rú lên như ma trời, là giật cả mình. Tưởng đâu thiên hạ giễu cợt cái tài nữ công gia chánh của tao chứ. Thím từ ngủ à, thím khéo tay mai dùm con cái cặp táp. Cái áo mưa mà làm sao mai cặp táp được mày? Được chứ, năm trước má con mai cho thằng Lợi một cái cặp táp bằng áo mưa mà. Vậy mày kêu má mày mai đi, không thấy tao đang giặt đồ hả? Má con đi bán rồi, thím dừng tay giặt quần áo. Mai dùm con cái cặp, sắp tới ngày khai giảng rồi, làm ơn nhưng mà thím. Thấy người ta mai khéo rồi nhờ hoài, mai dùm cho mày, rồi đứa khác đến nhờ, rồi cả xóm này đến nhờ. Mai riết rồi còn thời giờ đâu tao đi làm từ thiện. Thím cứ làm những cái việc thiết thực mà ở đây bà con cần, thì khỏi phải đi đâu làm những việc tào lao khác. Trời ơi, tao nói với mày là tao đi làm việc từ thiện, mày nói tao đi làm tào lao là sao? Từ thiện là phải giúp người giúp việc cụ thể. Thím thử nói thím giúp được ai, được gì cho con coi. Mà mắc gì tao phải khai báo công trạng với mày. Mày muốn mai gì á, qua kêu con Dương bay đi, tao không rảnh. Ngày nào cũng thấy thím rảnh, tự nhiên hôm nay bận à. Lý sự riết, lớn lên già giống chồng tao á. Dương à, mày may áo cái kiểu gì kỳ cục vậy? Áo làm sao? Mày coi nè, một cái tay áo dài như tay dượng, còn một cái tay ngắn như chân heo mọi. Tao trả tiền mày đàng hoàng, sao mày may kỳ cục vậy chứ? Chết rồi, tôi nhờ thím từ ngủ ráp tay áo. Chắc là thím ráp lộ một tay áo của Phượng rồi. Trời đất ơi, cái bà ngủ biết cái gì mà mày giao cho bả mai? Tôi xin lỗi. Hư hết cái áo con nhỏ mà mày chỉ nói có câu xin lỗi thôi hả? Con Dương nó lỡ nhờ bà từ ngủ, chiếc áo cũng đã lỡ hư rồi. Nó nhận có một đồng tiền công cũng chỉ đủ để mua nút áo, mua chỉ. Mà mày muốn bắt đền nó hay sao? Nói cho nó biết là nếu nó không biết làm gì cho tới nơi tới chốn thì đừng mà đặt nhận làm để giật tiền thiên hạ. Tôi không có đền nó, bởi vì tôi biết nó làm gì có tiền mua giải tốt đền cho con tôi. Về mày. Trời, gì đây? Thím ngủ, thím coi áo thím mai nè. Áo của bù nhìn dữ dưa, người ta mai còn đẹp hơn á. Xứng sái đi, tao mai kiểu mới mà. Ở trong khu chợ lớn người ta mặc kiểu này không à. Kiểu chợ lớn gì mà kỳ cục vậy? Một tay dài, một tay ngắn. Thím coi hai cái vai áo nè, cái nút áo nè, đùm một cục. Con mà bận áo này đi học, tụi nó cười con chết. Mày cứ lo người ta cười, cười được bao lâu chứ? Mày thử lấy cái ký coi kỹ đi, kiểu tân thời người ta mai vậy đó. Chà, có bộ mày cũng giống người nước ngoài dữ chứ. Giống người nước ngoài mà ngoài trái đất á. Mày vợ sáu tỷ nhà quê quá, không biết chuyện tụi bay nữa. Mày mốt có mai giá gì tránh mặt tao ra nha. Xe chất đầy chén, ngồi ở đâu? Anh mày chở. Đi xe đạp nhanh hơn con. Chiếc xe già quá rồi, anh Phúc đang gắn hàm răng cho ổng kìa. Chú Diệp, cho mấy đứa nhỏ lên xe tôi chở đi học luôn. Cảm ơn sáu tỷ, để tụi nó đi xe đạp tập thể dục cho nó đi học rồi. Ê, mày là thằng nào nhảy lên xe tao vậy? Ê, ai cho mày ngồi lên xe của ba tao? Xuống đi. Lợi à,
Lên xe chạy nhanh thích lắm. Tôi phải đi với anh Phúc. Xong rồi, đi lại. Hôm nay là ngày khai trường, mày làm ơn cười giùm tao cái đi. Con trai gì mà mặt chù ủ hoài. Mày làm vậy giống con khỉ nhe răng chứ đâu phải cười. Lên xe tao chở. Lên xe tôi là lợi. Thôi. Rút cái giỏ lên. Xuống mày. Im đi. Người ta té mà cười cái gì. Ba, anh Phúc nhờ lời té xe kìa. Ba dừng xe lại đi. Thôi, hai đứa nó thì liên quan gì tới mày. Dừng xe chờ tụi nó tới trường trải rồi sao. Mày đã dặm mạnh xe kìa. Tao biết rồi. Mày ngồi yên nha mày. Đi ké mà quậy. Tao bỏ mày xuống giữa đường đáng chịu á. Phương. Cái xe như ông già. Tránh chiếc xe bò tránh không nổi nữa. Tao ơn chưa hứng hết. Bị chạy tay chưa nói. Mày bị có chút xíu. Làm gì cằn nhằn dữ vậy? Áo dính bụi, dơ hết rồi nè. Dơ chút có chết không? Con trai gì mà điệu như con gái gì? Tôi không phải con gái. Mày mà nói tiếng nữa, tao cho mày đi bộ á. Phượng, con không lo đi học. Lo tụi nó làm chi vậy? Để lên lợi, lên xe của ba tôi nè. Phượng, nông đi cậy đó. Con kỳ kèo làm gì? Để lên. Lợi, mày lên xe này đi, vui lắm. Mày mà đi xe đó hả, ít nhất cũng ăn đất 3 lần nữa đó con. Mày. Thôi chừng cái giò. Con chừng tao á. Khùng tự nhiên cười. Mày bận cái áo kỳ cục giống Phúc quá, sao không cười cho được. Mày về mà cười cái bà mai cái áo này nè. Bà nào mai cho mày vậy? Đó là bà Từ ngủ, má mày chứ ai. Trời đất ơi, ai ngu đưa giải cho bà mai. Má tao đâu có biết cầm kim. Cười gì mà cười hoài vậy thằng khùng. Thằng Lợi nó cũng cười chứ bộ. Không có cười rồi nha. Đỡ hơn mày, mặc cái áo củ xì, dơ bẩn đi học cứ như đi ăn mày. Mày. Ba, thằng Tài nó giải đánh con kìa. Mày phá quá, tao quăng mày xuống xe nha mày. Ôi chơi, chứ có đánh nó đâu. Tới giờ ba rước về, không có đi theo tụi nó. Giờ chơi khát nước mua xá xị uống nghe không? Đừng có ăn đá bào, nhận siro, bánh tráng me, hỏi cốc me ngâm đau bụng, nghe không? Dạ. Nhớ nghe chưa? Con nhớ. Ê, ăn me không lợi? Không. Ê, tụi bay, nhìn hai cái áo của ông Phượng với Phúc kìa. Ôi, ngồi với ta. Ê, nó mấy tuổi mà cao quá vậy? Nó 14 tuổi rồi đó. Nó 14 tuổi mà học lớp mình hả? Ê tụi bay, tao đếm 1, 2, 3. Tụi bay nói, già đầu mà học lớp nhỏ nha. 1, 2, 3. Già đầu mà học lớp nhỏ. Già đầu mà học lớp nhỏ. Cẩn thận nghe. Mẫn ơi, ở lại với con nghe. Tao phải về tiệm thuốc. Ba má mày đi vắng, bỏ tiệm thuốc cho tụi nó làm sao được. Cô Mẫn. Con đi học đi. Đi chú. Anh Phúc. Ủa, Ngọc cũng học trường này nữa hả? Em không có học. Không học sao tới trường? Cô Mẫn, cô Thủy Trúc nhờ đến coi chừng nó. Anh học lớp mấy? Lớp đệ thất. Vậy là học chung lớp với Thủy Trúc rồi. Anh này cao vậy sao mới học lớp nhì vậy hả Ngọc? Tôi nghỉ học mấy năm, giờ mới đi học lại. Hồi trước Thủy Trúc học ở đâu? Sao thấy nhát quá vậy? Hồi đó em học ở Chợ Lớn. Học xa dữ vậy? Tại nhà của em ở Chợ Lớn mà. Vậy hả? Nhưng Thủy Trúc đừng có lo sợ. Học mấy ngày là quen hết cả lớp hả? Đứa nào ăn hiếp mày, tao đã rơi quất nó.
tình đất.